trứng gà, bánh giò. Bánh giò, bánh trứng này các anh ơi. Trời ơi, tiền đó mua. Mua à. Đã mua à, thay đi mua. Xe là khi nào mà nó chụp nếp mà không còn hơi á là nó bể bánh. Còn nó còn hơi á là không bao giờ nó bể bánh. Nó mềm rồi con đẩy đi, con không có chịu bỏ ốc dồi ra nó cứng ruột. Hai ông bà làm hồi xưa giờ. Hai ông bà làm luôn. Ừ. Ông bào bà cải. Ông mất đâu chưa bà? Mất nay năm nay rồi con ơi. Xe đạp thì giá 10.000, bóp thì 2.000, một bóp đa 3.000, có người cho 5.000. Làm thì kiếm tiền, cái nào tay dơ thì có tiền, tay trắng là không có tiền. Hồi đó giờ làm ban đêm, từ xưa tới giờ là 28 năm, 5 giờ chiều ra làm tới 12 đêm. Cái nào mà ế thì tới 1 giờ.
sống bây giờ mình làm ăn lương thiện thì họ vẫn trách để cho mình làm. Nếu mà làm ăn không có lương thiện, người ta đâu dám dẫn trách cho mình làm, ta sợ mang tiếng. Khi mình cãi cái ruột ra mà người ta thấy mình cầm cãi, cãi đàng hoàng, bao cái ruột người ta thấy quỷ. Tới những tiếp với chuyện đàng hoàng, là vui vẻ với khách. Người ta khi nào ta giá xe rồi, ta còn mến mình, lâu lâu ta còn ghé giá. Người ta thấy mình giá thật tình, đàng hoàng, thì người ta có cho thêm mình. Chạy được mấy chục ngàn thấy cũng đỡ mừng rồi. Chở khách phải nhớ, tôi mới nói chuyện. Ốc kỳ nó cũng vậy, chở khách cả đời xuống xe như thế đó. Đi xa mãi xuống mà nó à, thôi cảm ơn cậu nha, tự vì đi xa quá, tôi đưa có 20 ngàn nè. Ví dụ đó luôn. Chị gái năm nay cháu ngoại chị mấy tuổi rồi? 9 tuổi. Vì nó học có khá không? Học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Học sinh giỏi vậy chắc có được sau đó giảm nghèo ha. Có đó giảm nghèo. Có không? Hả? À. Có không? Có được cũng như tiền thưởng đồ của trong trường. Nghèo chừng nào mà thầy có qua có mà có thương thì thầy có cái kiến vô thì nhà nước giúp đỡ cho. Ăn thua nơi nhà trường cô á. Cô với thầy. Rồi vậy chỉ làm gì là mỗi ngày vậy là đủ không? Đủ lo cho cháu gì không? Cho ngày 20. Ngày 20. Ngày 20 thì đi học, sáng 10 ngàn, trưa 5 ngàn, chiều 5 ngàn. Xe vậy em ơi. Thôi chị gái ơi, có khách rồi em đi nha. Em chở khách đi đấy. Cho chị ngồi đây mình. Em chúc em về. Thừa cũng làm nữa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 làm luôn. Nên có ngày nào nghỉ nữa. Cuộc sống mình sống mà mình nghỉ lấy gì ăn. Làm chị sống chị ăn tự lo hả? Ừ. Vậy là có con là coi như nó có gia đình, nó con nó có gia đình hết rồi, tự nó sống nó ăn. Sống ăn hả? Cái nợ gần nhiều không? Không có nợ, làm nhiều ăn nhiều. Làm nhiều hả? Vậy là mỗi ngày kiếm được bao nhiêu? Bữa nào hơn đó mình kiếm được 100 mấy. Trời cho mình giỏi để đi làm để nuôi thành cháu ngoại.